Vừa rồi em Tuấn có giới thiệu cho các bác hai đôi loa này rồi. Hai đôi loa đến từ Anh Quốc. Đôi này. Đôi ASD 105 180W một loa, vậy là bộ đôi này 360W. Hàng của Anh Quốc. Đôi này 18 triệu 900 thì đã giới thiệu rồi. Và một đôi Godfather này. Thì clip tiếp theo em Tuấn để còn nhiều lắm bác ơi, em khui còn nhiều âm ly hàng khủng rất là nhiều ở đây luôn. Chưa nhá. Thì bảo các bác là em sẽ khui dần thôi, bởi vì là hàng thì đây là toàn hàng châu Âu, hàng Anh, hàng Pháp, hàng Đức, hàng Mỹ. Và kênh của em Tuấn bán hàng thì hàng ngày em cũng xin phép được nhắc luôn để cho con nhiều bác nhớ. Tất cả kênh em bán online này các bác cố gắng xem hết clip YouTube cho em hạn chốt đơn hàng. Bởi vì tại sao? Có nhiều bác là mua hàng theo cái kiểu cảm hứng. Anh nhìn thấy thích là chốt. Thì bác biết là hàng ngày em Tuấn ví dụ em quay đôi loa này chẳng hạn, em giới thiệu xong trên đôi loa nó bị sứt hay bị như thế nào là em sẽ thông báo nhé. Em sẽ thông báo cho các bác. Bắt đầu gọi thông cảm em quay. Em Tuấn sẽ thông báo cho các bác ở trên clip. Và các bác khi các bác xem hết thì các bác biết là tình trạng đôi loa này nó bị sứt một tí này, em Tuấn đã báo rồi. Nhưng có nhiều bác là bác không xem, có nhiều bác phải xin lỗi em rồi, bởi vì tại sao? Anh chốt đôi này và trong đó là ví dụ đôi này là 19 triệu chẳng hạn. Em thấy nó sứt, nó vỡ góc này. Em giảm cho bác 1 đến 2 triệu, em có báo trong clip. Bác thấy giảm tiền, bác thích nhưng bác không xem đến đoạn đấy. Xong em gửi hàng đến cho bác bảo mày cái gì? Cái gì? Ui nói những câu mà mày không thông báo rồi mày bảo. Thế bác xem lại clip của em đi. Em bán hàng em không xóa clip nhé. Bởi vì là cái clip đấy là cái nội dung em giới thiệu đến cho các bác. Nên em rất mong các bác trước khi lấy hàng bác xem kỹ hết clip của em và chấp nhận cái mặt hàng đó. Bác chấp nhận mặt hàng nào em gửi đúng cái đấy gì cho bác. Tại sao là loa em ghi giá, đồng hồ em đánh số, đánh số để không lẫn số nọ sang số kia và để tránh sự nhầm lẫn khi người bán với người mua, lúc đấy nó không hợp lý nhau thì nó không hay, nó thành ra cái không hay. Bác thông cảm nhé. Sau đây em Tuấn sẽ tiếp tục khui cho bác hai mã loa nữa đấy. Bác nào gọi thì cũng thông cảm giúp em, đợi chút đi, đến giờ này thì chịu thôi. Đấy, em sẽ khui cho bác đôi này nhé. Đôi cắt cờ nhé. Nặng lắm bác ạ. Đôi cắt cờ này là một đôi loa Pháp. Đây, tất cả những dòng loa này đều là dòng loa đến từ châu Âu. Đôi cắt cờ này, báo luôn nhé, đôi loa cắt cờ này có mức giá là 23 triệu 900. Đôi loa Pháp kia là 18 triệu 900. Đọc luôn model, một chút lúc vui hàng. Con cắt cờ 701 bác nhé. Cắt cờ 701 hàng made in Germany. Còn con Focal, Focus kia là của Pháp. Đấy. Sau đây em sẽ khui hàng cho các bác này. Em các bác cùng khui hàng. Em chơi kiểu này thì em kiểu bóc trước khui hàng và vỡ nó rách ở đâu cho biết đấy. Đấy hôm qua em cho ra khỏi kiện, bóc khỏi kiện để mình này. Hôm nay mới khui để cho bác đây em này. Bóc đẹp chưa? Đúng là về nó theo kiện rồi. Chúng mình cứ bóc cho vào nhà thì mình bỏ hết bìa kiện đi để nguyên bọc trong này đấy. Nhìn như này nó thấy phê chưa? Đẹp chưa? Đôi loa này mỹ mãn. Báo cáo bác là giờ em Tuấn loa Nhật với lại loa Mỹ thì em ít bán hơn. Báo cáo bác là em bán hàng châu Âu này bây giờ các bác nghe quen tai rồi, nên là giới thiệu ở Nhật với Mỹ ít, có một số dòng Nhật Mỹ mà nó có nổi tiếng cũng có nhiều người thích thì em sẽ lấy, còn đa số Nhật Mỹ lại em cũng ít, thì các bác cũng không cả. Nhiều bác bảo hàng không thiếu đâu bác ơi, cũng quan trọng là cái nhu cầu của người dùng nó như thế nào đấy. Và gần một năm nay là em Tuấn đã chuyển sang dòng châu Âu rất là nhiều. Hơn một năm, năm ngoái năm nay chuyển sang dòng châu Âu rất là nhiều. Chứ em Tuấn đa số là không theo Nhật với Mỹ nhiều nữa. Con nhìn nhá, con cắt tần nó đẹp chưa? Chưa lau dọn gì nhá, như bên nó về như nào. Bây giờ bóc ra như thế, ok chưa? Đấy. Con cắt tần đẹp chưa? Con này có mức giá là 23 triệu 900, loa cột, loa cây, nặng trịch luôn. Đấy, đây này. Con Focus này thì có mức giá là 18 triệu 9. Thế em khui về cuối. Bác nào không muốn xem Focus thì bác tua đi chẳng hạn. Đấy. Chiều sâu của con này nhá, 30, gần 30 chiều sâu. Chiều ngang thùng nó tầm khoảng độ 24. 24, 23, 24. Chiều cao con này 1 mét. Bởi vì là sóng con này với con này ngang nhau thì cao 1 mét. Được chưa? Đấy, về phía sau. Em Tuấn thông báo này. Thùng vắt phía sau thì khỏi phải nghĩ. Không biết nói câu gì nữa thôi. Thế thôi, biết thế là đẹp lắm rồi. Và báo cáo các bác là cái nước sơn ở ngoài này nó sẽ sáng hơn là trong điện thoại. Trong điện thoại em cảm thấy là nước sơn không đẹp bằng ngoài nhé. Ở ngoài nó sẽ sáng hơn, nó sáng hơn, nó bắt mắt hơn là bên trong điện thoại. Trong điện thoại, bởi vì trong điện thoại nhiều cái điện thoại nó quay nó để cái chế độ màu nó không định, trừ các bác quay Samsung thì nó sẽ định mắt. Các bác nhìn thấy chưa?
À, con này đang ghi thông số này. Con này trở kháng lại rất là sướng. Con này bác nhìn này, trở kháng con này ghi từ 4 đến 8 ôm ạ. Cái giải nó mở rộng cho các bác rồi này. Nó hay nhất là cái giải mở rộng là gì? 4, 8 ôm. Được chưa? 4 đến 8 ôm. À, công suất max của em nó này, công suất hoạt động max là 140W đến 200W. Được chưa ạ? Và dưới này nó ghi là 30.000 Hz. Thì cái đấy là em chỉ đọc thông số này, thông số từ 20 đến 30.000 Hz. Thì cái đấy em đọc thông số thêm cho bác, bởi vì các bác nắm được, nhiều bác hiểu biết về những cái thông số như nó chi tiết hơn đấy. Em thì em không biết, còn em gõ Google em biết luôn đấy, nhưng mà đã không biết thì cứ nói thế cho nhanh. Em đọc cho các bác nhé, Cotton Foruma, 701 đấy, made in Germany. Ok chưa? Đấy là xong một con này. Các bác nào cần xem con focus kia thì bác tua cho nhanh nhé, tua cho nhanh lên, chứ không nhiều bác là cứ bảo à phải đợi xem hết con này mới mới ra con sau. Đấy, con này được thiết kế với 4 bát một nhé, 4 bát này, 4 bát này, con chung trên cùng theo đấy. Đấy, đấy là một con Cotton. Tiếp tục con thương hiệu này, báo cáo các bác là cũng đình đám đấy, dòng này thương hiệu loa này quá đình đám đấy, không không phải đơn giản đâu. Con này làm đình làm đám đấy, dòng này như của loa cũng không phải đơn giản đâu. Đấy, đây bóc nút cho bác nhé, đạt được đẹp như thế này thôi, không không nào hai con như nhau luôn, như nhau luôn, thế là ok rồi đấy, hai con như nhau. Để em cho đi cho bác này, em này bác nhìn này, cái căng này lại phải nói luôn là loa mới cũng được các bác ạ, nói luôn một câu là loa mới cũng được, chứ không biết nói gì nữa nha, loa mới cũng được luôn, được chưa ạ? Em sẽ bóc cái căng ra nốt cho các bác, sau đó em sẽ sang đôi focus. Focus, focus, focus đi. Đấy, được chưa? Này, chấm hết luôn ạ. Nha, không biết nói câu gì. Đẹp chấm hết, được chưa? Đấy, thì bây giờ em sẽ dịch chuyển cái đôi loa này ra một chút. Cái phòng này bây giờ nó chuẩn chật quá, nhiều người làm cũng chả làm được. Đấy, nhưng là tóm lại là thôi, cứ ở đây này, em các bác cùng làm. Đấy, đủ chưa? Đôi đẹp nhá. Tiếp tục cùi tiếp đôi này cho bác này. Con Focus này, Focus đến từ con này giống loa đến từ Pháp này. Con này giá đã báo cho bác rồi nhá, 18 triệu 900 nghìn. Cùi hài các bác, bác luôn. Cảm ơn khi các bác cùng đăng ký cùi hài nhé. Thôi, bác không cảm lúc các bác loa có quay đầu, quay mông, quay đít, quay lung tung thì các bác không cảm. Đấy, chứ không lúc các bác trách tiếp. Các bạn ông cứ quay bài, cứ chuẩn cao câu mà. Chị em nó chồng thích nhưng đàn ông chồng nó không thích kiểu. Đây em Tuấn thông báo cho bác về thông số của con loa này nhé, đẹp chưa? Vân gỗ thì không nói rồi, quá đẹp rồi. Đây về xem về thông số đã, về thông số của nó đây bác này. À, con này là con 715LLE, được chưa? LE. À, và các bác nhìn cái trở kháng của con này nó để giải rộng quá này, con trở kháng nó ghi là 8 ôm này, 3 4 ôm mini nữa. Thì đấy, em cứ đọc cái thông số này thì các bác nắm được, là để bác cứ tham khảo nhé. Hàng loa của Pháp, được chưa? À, series của nó là đây, 145 cuối cùng. À đây, Focus, Focal, Focus đây, Focal, Fancy, được chưa? Đấy. Thì cái đấy, à để em nhìn xem của cái con cắt tờ này series nó trùng nhau nhé. Có nhiều cái rất là hay, bác cần biết đấy. Thì con Focus này, nhiều người thích cái series nó trùng nhau chẳng hạn đấy, nó trùng nhau đúng không? Series number chẳng hạn. Nhưng con này không biết gì series thôi. Giải quyết con này đã nhá. Xong con Fokker này nhá. Đấy, bây giờ em sẽ bóc cái mặt trước loa cho bác này. Đây. Bóc trước loa cho bác nhá, con nhìn nhá. Nhìn thấy chưa? Đi càng đẹp không? Này, đi càng đẹp nhá. Focus nhá, loa này. Đẹp chưa ạ? Úi trời ơi, con này loa mà tao bác ạ, còn chưa nhấc nhá, chưa nhấc vít nhá, vít còn zin hết của nó luôn này. Nếu như nhấc vít ý, thì họ sẽ thả những con vít này vào, họ ngâm cái đấy, bác ạ, là vít nó không bao giờ nó còn cái màu, có nghĩa là màu hơi bị sét sét này. Vì những cái vít này là nhấc lên chỉ thần thả dầu là nó hết, nhưng con này còn zin luôn này, chưa cắm ốc vào này, nhá. Được chưa? Những cái này thì vệ sinh đơn giản bác ạ, lại đen nhánh đơn giản, nhưng mà em đã bóc loa ra như này cho bác thì em để cho các bác biết là à
khui hàng về nó thế này. Chẳng có lau cái gì cả, thế này. Chưa? Đấy, ok chưa ạ? Còn muốn lau thì nó đơn giản rồi. Thì sau đây mời các bác tiếp tục sang với lại chiếc loa focus thứ hai. Đây chị nữa. Đấy, tôi quay nốt chiếc này nữa cho bác nhé. Để cho bác nhìn xem là độ đẹp của đôi hôi loa như nào nhé. Bây giờ này, bóc ra luôn. Không được bảo là cuốt tát trước, khỏi thì cuốt tát. Con series này, con này là 33146. Để xem con này bao nhiêu. 33146. Con này là 33145, series liền kề bác nhá. Riêng đôi Focus này nhá, series liền kề. Quay lưng xuống cho nhìn cho nó thích. Vì là cái gì thế đâu, cứ thực. Đây ạ. Con này series number này. 20A33145. 20A33146. Đôi này là series liền kề luôn ạ. Cộng với mợ nó đi với nhau. Ok chưa ạ? Con Focus chưa các bác. À, con này là 250W, một đôi này, công suất 250W. Ok chưa? Thùng vách phía sau. Ok rồi. Bây giờ em Ma Tuấn sẽ quay về đằng trước cho bác nhìn thùng vách phía trước. Và em sẽ xin phép được kết thúc thì clip tại đây. Nha. Đây, em sẽ đặt dây căng cho bác nhìn khi đặt dây căng đã. Đẹp mỹ mãn luôn ạ. Không biết nói câu gì. Con này chiều cao thế nào? Chiều cao tầm 90, hơn 90 một chút. Chiều sâu 28. Cái căng. Chiều ngang 20 cho nó nhanh. Ok chưa ạ? Mở nốt cái căng cho bác hai con này. Cho bác cảm nhận nốt cho nó là nó xong. Nha, còn zin tất, zin từ nó vít luôn. Vì những con vít nào mà họ chưa tháo bao giờ cũng thế thôi, nó sẽ còn nguyên cái vết này. Đấy, nhìn nhé, lau tay nó ra rồi, thấy chưa? Nhưng mình chỉ tháo ra mình ngâm dầu mình lau cái, hoặc mình lau dầu cái hết luôn nhá. Đẹp zin cho bác luôn. Đô la Focus này 18.900.000. Ma Tuấn chào các bác, hẹn các bác vào clip khác. Còn nhiều lắm, bóc đống này chắc là thôi hết ngày.